Dạ, em chào anh chị mến yêu của chúng mến thương. Dạ, hôm nay là một buổi sáng thứ sáu rất là tuyệt vời ở đại đô thị sinh thái 5 sao Phaeta Eco City. Dạ, hôm nay là một ngày trời không có nắng, rồi trời cũng không chịu mưa, rất là mát mẻ. Ở đây thì em đi tả cảnh một vòng đại đô thị sinh thái cho anh chị với cô chú coi cảnh quan ngày thứ sáu ngoài cánh cổng cuộc sống bình yên. Dạ, giờ này là 10:11 buổi sáng ở Phai Ta. Ngoài đây là quán cà phê của chị Nắng Sài Gòn. Hiện tại ở đây thì em thấy những dòng xe hơi đang đậu vô. Dạ con đang tả cảnh cô. Dạ, chút xíu con quay luôn cô. Và bên dưới nè, bên dưới thì em thấy những dòng xe đang đậu vào uống cà phê. Từ từ anh chị, ở đây hình như em đang thấy chiếc G63 nè anh chị. Đẹp quá, với tông màu đen huyền bí. Đang đổ ngay căn shop house. Xe cộ đang qua lại. Rồi để em tải cảnh tiếp. Bên dưới thì mình đây mình có mấy anh nhân viên ngồi ghế giữ xe. Chị Nắng về đêm buổi tối lên đèn lung linh lắm anh chị. Buổi sáng thì đây quán hoạt động thì bà con cô bác đi ngang qua lại mình ghé vô uống cà phê chơi. Vương Nhật. Và đây là cánh cổng cuộc sống bên đây. Những lá cờ của Phaeta, rồi Phaeta Group được tung bay trong gió. Và tự nhiên trời lại bắt đầu lên nắng. Nó hơi chá chá, anh chị đợi em xíu để em giảm miếng ánh sáng lại. Rồi, cái nó đi. Bữa nay trời mây hơi nhiều anh chị. Và sau khi đất chờ hội tụ hoa khôi đến thì ở đây mình có cái dự án đẹp quá anh chị với cô chú mến thương về. Để em đi vô đây. Vô đây là mình có cái quán của chị May. Ngoài ngoại là Nắng Sài Gòn, ở trong đây là mình có May. Có nắng có May. À, quán của chị May hiện tại thì đang bắt hàng máy. Chắc cũng sắp hoàn thiện luôn anh chị. Đây là con đường D7, D7 Xuân Trường đoạn gần shop house. Đoạn này thì cũng đang rất là hot. Đường D13 Xuân Ninh. Rồi. Đó anh chị. Đoạn này thì hiện tại là cái dàn ép cọc cho ngôi nhà ngang 4,5 m dài cho 22 đã tới rồi, chắc ngày mai mới ép cọc xây nhà cho chú Hiếm 7 về định cư ở dự án phái con đường D13 gần với trung tâm thương mại, rồi đi ra quán của chị Nắng Sài Gòn uống cà phê rất là gần nên chọn cái vị trí ở đây. Chắc ngày mai thứ bảy là bắt đầu ép cọc thêm một ngôi nhà thứ sáu trên tuyến đường D13 Xuân Ninh nữa về định cư luôn. Dạ, trời mất nắng nữa anh chị, có nắng lúc không có nắng nên cũng rất là mát.
ra đường đại lộ Thiên Trường. Dạ, những tia nắng là chiếu lên rọi lên cái những mảng cây xanh ở đây là anh chị, lên một cái tông màu xanh đẹp quá. Để em đi theo con đường đại lộ Thiên Trường, đi vào con đường trục chính để em ghé vào chú chim bồ câu. Đây là chú chim bồ câu. Hiện tại thì ở đây anh bác sĩ Khải đang chuẩn bị tiến hành trồng những bụi bông này chắc là bông màu vàng vàng, bông hồng, không phải bông hồng anh vàng mà bông vàng vàng á anh chị. Đó, cho quay phim lên cho một cái họ trồng luôn rồi nè, cho anh chị với cô chú coi. Đó, mấy anh chị đang tiến hành trồng bông cho chú chim bồ câu. Nước hiện tại hết xanh này, có bông có hoa. Dự án cây xanh là anh chị với cô chú mình về ngắm bông ngắm hoa đồ đã luôn, lại là mất nắng nữa. Cho miếng ánh sáng vô nha anh chị. Đó. Bác sĩ Khải hiện tại cũng đang nghiên cứu trồng cho những hàng bông. Hôm nay là dự án mình đang cải tạo lại những tuyến đường trồng bông tả cảnh. Đó, giờ đây là 10 giờ mấy rồi, mấy chú chuẩn bị đi về nhà ăn cơm. Và đây là con đường đại lộ Nam Phương với những hàng cây me tây đang được cắt tỉa lại gọn gàng. Tại mấy nay trời mưa giông gió dữ lắm. Ngay hàng thẳng lối bên cạnh đó thì em thấy những hàng cây chuông vàng cũng đang bắt đầu đơm hoa. Đó, ở đây mấy có mấy cây sạp cũng đang hai lá đẹp lắm anh chị. Sạp này có trái luôn, cây sạp lá đỏ nè. Thổi đang cũng rất là mát. Chuông vàng thì cũng đang bắt đầu ra bông từ từ. À, để em lại bên này cho anh chị với cô chú coi ngôi nhà bên bờ hồ Cánh Sen. Nhà cũng đang bắt đầu tới tầng tâm, cũng chuẩn bị hoàn thiện. Không khí hiện tại đang rất là mát mẻ rồi, giờ dễ chịu nữa. Dạ, đến đây luôn. Đó, nắng lên anh chị. Con đường đại lộ Nam Phương. Đoạn này thì mình cũng đã cắt tỉa lại những hàng cây me tây. Em đi theo con đường này ra tới đường 835B. Kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây nha anh chị. Đây, sáng giờ, buổi sáng mình đi trồng bông, trồng hoa, ngắm cảnh chơi. Ngắm cảnh một mình thì buồn quá, rồi thả cảnh rồi cho anh chị với cô chú mình coi chơi nữa.
thờ quên đó anh chị. Em ra đây cái em lạng qua đây cái cho anh chị với cô chú coi. Hiện tại đây là cái con đường 835B nè anh chị. Đó, 835B những cái cống là cống tròn đang mở rộng. Đang mở rộng ra cho cái tuyến đường 835B. Đoạn này mình đổ về trên trên Gò Đen. Mẹ quên nữa, cho anh chị coi cái bảng luôn nè. Xã Phước Lý đạt xã là nông thôn mới nâng cao, chào mừng đại biểu về dự và công bố xã Phước Lý đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đó, để em đi đi vòng luôn ha anh chị ha. Dạ, đi theo cái con đường này thì đã cống đã bắt đầu trở về rồi. Để lên cao xíu mè cống về tới đây luôn. Nó cống mở rộng cho con đường 835B. Mở rộng tuyến đường này ra thì ở dự án Phai Ta mặt tiền của cái tuyến đường này lên đến khoảng cây mấy. Dạ thôi em xin kết thúc nha anh chị. Đó, cổng nó anh chị, cống thoát nước mở rộng tuyến đường 835B. Dạ thôi, sóng yếu quá, bay xa quá rồi anh chị với cô chú ơi.